Chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình vừa mới tự lái xe từ Sài Gòn đến Mũi Né. Hiện tại đang là 5 giờ 49 phút sáng và nhiệt độ ngoài trời đang là 21 độ C. Đây là cái resort mình book ha. Cái resort này tên là Sky ở 54A Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết, Bình Thuận. Để xem là resort ở Phan Thiết như thế nào ha. Sau đây mình sẽ đưa các bạn đi về cái bungalow mà mình đã book. Quang cảnh ngoài đây nó sẽ có rất là nhiều các bungalow nối liền với nhau, sẽ có rất là nhiều dừa, thảm cỏ xanh. Đây chúng ta sẽ đi về phòng ha. À, có một cái mình muốn chia sẻ là đối với những bạn nào mà hay đi du lịch nên thì các bạn có thể là book phòng ở trên Airbnb hay là traveloka.hotel.com. Các bạn vào đó các bạn sẽ có thể book được rất là nhiều phòng với giá rất là hợp lý. Đây là cái quang cảnh trên đường về phòng mà mình book. À, ở đây có rất là nhiều khách Nga, chủ yếu khách Nga, khách Pháp là nhiều. Đây rồi. Phòng đấy rồi. Đây để hành lý đây đã. Đây là phòng mình book. Ở đây nó có một cái kiến trúc rất là hay. Nó làm bằng cái này, bên ngoài thì là lá dừa, hình như là lá cọ, lá dừa và lá cọ, cho nên nó sẽ rất là mát. Mình chả hiểu. Có cái đây chắc là mũi xong có mùng này. Thoải mái quá. Cái phòng này ấy, nếu mà bình thường thì sẽ là giá là khoảng gần 2 triệu, triệu 8, 2 triệu gì đó. Nhưng mà nếu mà các bạn book ở trên các trang khác thì giá nó sẽ mềm hơn ấy. Ví dụ như vừa rồi nếu mà book ở Traveloka hay là Luxstay ấy, thì kiểu như vào dịp nghỉ lễ nó cũng sẽ bị tăng giá một chút xíu. Nên là mình book trên hotel.com thì cái phòng này nó điêu xuống chỉ còn khoảng 490. 490, một giá phòng cực kỳ là hợp lý. Đây là view ha. Đó, bên ngoài sẽ có một cái khu ban công để ăn. Phòng khá là rộng cho nên là phải ở hai người cơ, chưa ở một mình thì rất là phí. Nên là đây. Thật ra phòng này ở 4 người cũng được. Hai người ở đây, người bên kia. Mà mình thích cái kiểu phòng này là bởi vì nó có những cái hiên ấy. Bungalow mà hiên rất là mát. Xong thì ngồi đây mà uống vài lon bia đúng cách. Thôi rồi. Bên trên sẽ có dừa và có rất nhiều tổ chim, sẽ có tiếng chim hót. Ngoài kia sẽ là biển, giáp biển ngay luôn. Lát mình sẽ đưa các bạn ra ngoài hồ bể bơi và ngoài biển ngoài đó. Mình rất là thích những cái chỗ nào mà nó có thiên nhiên ấy. Chứ mình không thích cái kiểu như ở bên Mường Thanh kia, như kiểu nhà nó không có thiên nhiên ấy. Wow, biển đây rồi. Đấy, nó có một cái hồ bơi đây. Sáng sáng chưa ra đây bơi cũng thích. Xin chào. Mày đây hả? Chủ nhà hả? Biết cái này cái gì không? Uống không? Hả, uống không? Uống không? Làm lon. Không say đâu mà sợ. Hai mẹ con hả? Sao chủ nhà mà ngại ngùng vậy? Đây. Đây, ta để đây nha.
mày lấy đi. Đó, phòng mình ở phía bên kia. Còn đây, bãi biển đây. Thích không? Mình ra đây nằm nhé. Nằm đây nha. Wow, hoàng hôn đẹp quá. Đưa các bạn đến với một bữa trưa bên cạnh cái căn phòng mà mình đang ở, một bữa trưa rất hết sức là tuyệt vời và bình yên bên cạnh những hàng dừa. Hôm nay chúng ta sẽ xem ở Bình Thuận có gì ngon hơn. Món đầu tiên chúng ta phải thưởng thức ngay khi nó còn nóng là món này. Đây là cá nướng sốt chanh dây. Cái này thì họ sẽ nướng tỏi ớt lên, sau đó thì họ sẽ cho chị nhìn này, bạn nhìn này, wow, nướng xong thì họ phủ một lớp trên dây lên, chưa đã thấy thơm nhỉ? Nó còn thơm mùi tỏi ớt ấy, mà nó thấm vị chua của chanh dây lắm. Đây là, nếu mình không nhầm thì đây là cá dưa hấu. Tiếp theo là một món thực vật hơn, món chay. Đó là đậu đậu hũ sốt với lại nấm. Đây này, con nấm này. Ăn kèm hai cái này với nhau nhé. Đậu nó kiểu nó chặt này, đậu rất là chặt, với lại nấm thì ăn nó cảm thấy nó tươi. Đố các bạn biết đây là món gì? Đây là có bơ, thế hương vị bơ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà vừa ăn vừa nghe tiếng chim hót ngoài này và thưởng thức một ly tequila. Món tiếp theo là món này. Cái rau này là rau gì mình cũng không rõ nữa, nó xanh xanh. Không biết được, nhưng mà chỉ biết là nó nấu với lại thịt bằm. Nó không đắng mà nó thơm thơm ấy. Nó ngon. Ngoài ra, chúng ta sẽ có rau củ quả luộc chấm với lại cá kho tộn. Đây là cá cam. Theo như bạn đầu bếp bạn nói thì là cá cam. Wow.
mình lại súp lơ nhỉ. Tuyệt vời quá. Nếu có dịp thì các bạn nên đến Mũi Né, bên một vùng đất mà có rất là nhiều resort đẹp, cảnh cũng đẹp. Mình ở đây 2 ngày nhưng mà hối chỉ có ở resort thôi, bởi vì ở đây nó có quá nhiều thứ đẹp, mình cũng chẳng cần đi ra ngoài. Có cả hồ bơi, có cả đồ ăn, mình sẽ gọi đây luôn được. Ngoài kia thì có những khu kiểu ngoài trời ấy. Như ở đây đại bây giờ có mỗi phòng mình là khách Việt thôi, còn đâu hoàn toàn là khách Nga đấy. Toàn là Nga đấy. Đúng theo kiểu như kiểu là cái kiểu mà mình thích ở trong chuyện cổ tích ngày xưa ấy, nhà mái lá, nhà gỗ mái lá, ngoài có cây hoa sứ, bướm bay banh quanh, chim hót đâu đây à, và thưởng thức những đồ ăn này thì cuộc sống nó sẽ trôi nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Chúc mọi người buổi trưa ngon miệng, và bây giờ mình phải quay lại với đồ ăn đây. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, tôi là Thala. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của tôi vào mỗi tuần nhé.